Lẫn cây xoài có 3 bộ phận ạ. Xoài. Cây xoài có 4 bộ phận đấy chúng mình ạ. Có gốc cây này, thân cây này, cành cây và cả lá cây nữa đấy. Vào mùa thì cây xoài sẽ ra hoa và kết trái. Quả xoài thì rất là ngon và rất là thơm. Đã bạn nào được ăn quả xoài chưa? Dạ có được ăn rồi. Chúng mình hãy cùng nhắm mắt lại. Cô sẽ có một bất ngờ cho chúng mình đấy. Trời tối. Đi ngủ. Trời sáng. Tỉnh ngủ. Các con ơi, trên tay của cô chính là 2 quả xoài. Chúng mình hãy cùng quan sát xem cho cô biết 2 quả xoài này có màu gì? Màu vàng óng ạ. Màu gì nữa nào? Màu xanh ạ. À, vậy khi nào thì quả xoài có màu xanh nhỉ? Khi quả cái chưa chín ạ. À, khi quả xoài còn xanh thì quả xoài sẽ có màu xanh đấy. Vậy khi nào nó có màu vàng? Là khi quả xoài đã chín ạ. Đúng rồi, bạn Dương rất là giỏi đấy. Cả lớp cho bạn Dương 100 vào tay nào. Bê. Khi quả xoài chín thì sẽ có màu vàng, còn quả xoài xanh thì sẽ có màu xanh. Chúng mình hãy cùng quan sát xem quả xoài này có hình dạng gì. Có dạng hình gì? Hình thon gọn ạ. À, bạn Dương trả lời sai rồi. Quả xoài này có dạng hình tròn và dài. Các chúng mình hãy cùng sờ xem quả xoài này vỏ của nó nhẵn hay là vỏ xùi dần nhé các chị con nhé. Vâng, con thấy vỏ mịn ạ. À, đúng rồi, quả xoài này có dạng hình tròn, vỏ của mịn, vỏ của nó mịn. Khi chín thì nó có màu vàng, còn khi xanh thì có màu xanh đấy. Đã bạn nào được ăn quả xoài này giơ tay cho cô biết nào. Dạ con. À, bạn Dương cho cô biết khi ăn quả xoài thì có vị gì nhỉ? Có rất là thơm và chua ngọt ạ. À, vậy khi nào thì quả xoài có vị chua? Là khi quả xoài xanh ạ. Thế khi nào quả xoài có vị ngọt? Là khi quả xoài chín ạ. À, chín thì thơm hơn một lúc xanh ạ. Quả xoài khi chín thì sẽ có vị ngọt, còn quả xoài quả xoài xanh thì sẽ có vị chua. Chúng mình đừng nên ăn nhiều quả xoài xanh nhé, sẽ bị đau bụng đấy. Cô Huyền con nay ăn lắm ạ. À, vậy là chúng mình đã quan sát xong cây xoài rồi. Bây giờ chúng mình hãy cùng đi theo cô quan sát thêm một cây nữa nhé. Là cây gì đấy cô? Chúng mình hãy cùng nhẹ nhàng đi theo cô nào. Bắt đầu phim rồi. Đúng không, con biết đây là cây gì? Cây đào. Cây đào ạ. Đây chính là cây đào chúng mình ạ. Chúng mình hãy cùng quan sát xem cây đào có những bộ phận nào nhé. Bạn nào biết cho cô biết giơ tay nào. Dạ cây đào có 4 bộ phận ạ. Bộ phận gì nhỉ? Gốc ạ, thân cây ạ, cành cây và lá cây ạ. Nếu mà khi chín thì có quả ạ. Cây xoài gồm có gốc cây này. Gốc cây là phần gắn liền với đất. Có rễ đấy chúng mình ạ. Thưa cô, mẹ con bảo là gốc cây là phần rễ cây đâm sâu ra để lấy nước và dinh dưỡng để vào dưới đất, chứ không phải là gắn liền với đất ạ. Cô nói sai thì cô ngu ạ. Sao bạn Dương ngay cửa bạn Dương giỏi thế? Bởi vì con là Dương biết tốt ạ. Thân cây là phần ở giữa. Rất to và thân cây là phần ở giữa. Cành cây là phần cành chia ra ngoài và trên cành cây sẽ có lá đấy. Vào mùa thì đào sẽ có hoa và kết trái. Chúng mình thường thấy cây đào khi nào? Khi mùa xuân tới ạ. À, khi Tết thì bố mẹ chúng mình thường chọn những cành đào này vừa đẹp này và vừa có nhiều hoa để trang trí trong nhà, cho ngôi nhà của chúng mình thêm ấm cúng đấy. Sau khi ra hoa thì đào sẽ kết trái và quả của đào có dạng hình tròn. Khi chín thì đào có màu hồng nhạt. Ăn quả đào sẽ có vị ngọt và rất là ngon đấy. Đám bạn nào được ăn quả đào chưa? Thưa cô, mẹ con toàn mua quất thôi, không được ăn đào ạ. Đào sao nhà con nghe.